Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với quy mô lớn xuyên quốc gia. Số tiền mà đường dây này chiếm đoạt tại Việt Nam đã lên tới hơn 120 tỷ đồng. Cuối tháng 4 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được đơn trình báo của một người dân về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với đối tượng trong và ngoài nước. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Dalasi Dev, người Nigeria. Hiện 11 đối tượng trong đường dây này đã bị bắt, trong đó có 7 người nước ngoài mang quốc tịch Nigeria và 4 người Việt Nam. Thủ đoạn của đường dây lừa đảo này là sử dụng mạng xã hội kết bạn với các bị hại người Việt Nam, trò chuyện làm quen tạo lòng tin với bị hại, dùng các thủ đoạn khác nhau. Vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.